Bữa cuối tỉnh dậy ở Vũng Tàu cái tự nhiên cũng thèm mấy cái món bún bún. Đi biển mà tự nhiên thèm bún riêu nghe cũng kỳ quá ha. Nhưng biết sao được, lâu lâu đổi gió chứ không có đổi món đâu á nha. Phải ăn mấy cái món mình thích để còn lấy sức đi tắm biển nữa chứ. Nhưng mà trước khi đi tắm biển chợt nhận ra đã gần 24 tiếng chưa có nạp trà sữa. Mà không biết cái quán này có gì đặc biệt mà thấy người ta xếp hàng đông quá, tò mò ghê á. Đông vậy rồi không biết có ngon không mà thấy ly trà sữa có 25k xiền thôi à. Mà nhìn cái ly cũng chất lượng quá ha, nhất là có thêm cái chân châu phô mai ăn nó béo đã luôn. Trà sữa thì béo vừa phải không có bị ngọt nhưng mà khoái nhất vẫn là mấy cái viên chân châu mềm mềm dẻo dẻo này nè. Mà đẩy tới cái ly trà sữa bọt món chính ở đây là hơi bị bất ngờ luôn á nha. Đậm vị trà mà ngọt thanh vị sữa lắm luôn á. Bởi trà sữa vừa ngon vừa rẻ mà trong cái quán bự vậy hỏi sao không đông chứ. Tự nhiên cầm ly trà sữa 25k đi vòng vòng trong cái quán cỡ vài nhìn thấy cũng xịn thiệt. Mà coi bộ cái phòng lạnh này đông quá nên 12 giờ trưa mình leo lên tầng thượng ngồi cho nó mát. Trên đây cũng chụp được một khối hình sống ảo luôn á chứ. Mà coi bộ nắng thiệt á nên mua thêm ly ra bờ biển ngồi cho nó chill nè. Cảnh vật nơi đây thiệt là hữu tình rất phù hợp để đẩy thêm 5 cái bánh donut này nữa. Mà ăn bánh uống trà sữa sao mà nó hợp lý dữ vậy ta. Cứ cái đà này mỗi ngày hợp bánh với 2 ly trà sữa là ít á. Mà ít quá thì mình đẩy thêm 5 hợp hải sản đi nữa. Ta nói còn gì tuyệt vời bằng khi mà ngồi ăn ở bãi biển kiểu vậy ha. Mà nhớ ăn xong phải dọn sạch sẽ là được. Đi biển mà không ăn hải sản thì cũng sai lắm. Nhất là mấy con bè bè cháy tỏi này nè. Vừa ăn mà gió biển tát vào mặt cái muốn tỉnh lại liền. Mà công nhận cái con bè bè này ú náo nần cắn vô cái thịt nó ngọt nữa. Dai dai sần sật ta nói nó ngon. Định bữa cuối xuống tắm biển mà coi bộ ăn chưa có đã. Nên chắc phải ăn nốt tối nay rồi đi ngủ sớm. Để mai còn tỉnh dậy ở Sài Gòn với chị đẹp nữa chứ.